Mà chúng ta học một cái bài là học tiếp cái phần đang dang dở của bài trước nhé, để trước khi sang cái phần mới. Đấy. Thì hôm trước là thầy đã nói về cái thao tác là chúng ta mà sắp xếp một danh sách các lớp mà học sinh trong lớp, tên học sinh trong lớp đúng không? Theo thứ tự theo cái bảng chữ cái mà sắp xếp là theo ưu tiên là tên trước, họ đệm sau. Chúng ta sẽ phải tách tách cái tên ra, xong đưa nó vào đầu của danh sách. Xong chúng ta là sắp xếp như là cái dãy bình thường. Thì đó là cái buổi hôm trước học đã học rồi đến bài đó nhé. Bây giờ thầy thầy sẽ mở lại cái bài hôm trước để ta cho xem một chút để trước khi chúng ta đến thầy đặt tên cái bài, bài đây là bài hôm trước đây này. Bài hôm trước đây nhé, chúng ta là chúng ta có danh sách học sinh gốc là người như này, và mỗi lần chạy chúng ta sẽ copy sang cái học sinh và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp lại theo cái vần ABC mà theo tên trước họ đệm sau. Như vậy đây là kết quả của hôm trước đây, đừng xem lại nhé. Gốc của nó là như thế này đó, là tên là Hà, xong Việt, xong Khải, Khánh, vân vân. Nhưng khi xếp lại thì là anh sẽ lên trước, anh lên trước sẽ đến Hà, đến Hằng, Khánh, Khải, vân vân. Đấy, như vậy là nó ưu tiên là tên trước. Nếu hai tên bằng nhau thì nó sắp xếp theo họ. Đấy, thì đó là buổi hôm trước nhé. Thì chúng ta làm như sau. Buổi trước chúng ta làm việc thứ nhất, chúng ta là sao chép, nghĩa là chúng ta copy cái dữ liệu từ gốc dãy học sinh sang một cái bảng mới, là cái dãy mới là dãy dãy học sinh. Sau chúng ta sẽ dùng cái thủ tục là sắp xếp đây, sắp xếp đây, cái thủ tục đây. Đấy. Sắp xếp đây nha. Đây là cái thủ tục mà tách tên bổ chức chúng ta học cái này được không nào? Đấy. Thì khi mà chúng ta copy sang học sinh thì chúng ta không chỉ copy bình thường mà chúng ta sẽ phải tách. Đây, chúng ta sẽ tách kia, chúng ta copy vào cả một cái học sinh và tem học sinh. Tem học sinh là cái dãy các cái tên học sinh của học sinh bình thường, nhưng mà đã được tách cái tên ra đưa lên đầu tên cái tem nó như thế này này đó, như là Nguyễn Hải Anh ta tách cái tên ra đưa lên đầu, Bùi Việt Hà tách chữ Hà đưa lên đầu, thì khi sắp xếp cái này thì nó mới đúng nhé. Đấy, thì nó mới đúng là ta mong muốn. Đấy, thì đó là buổi hôm trước nhá. Thì các bạn biết rằng là cái buổi hôm trước chúng ta có một cái chỗ nó sắp xếp không chính xác. Thế này là ví dụ ở đây này là cái chữ D, vần D nó đưa xuống xuống đây nhé, có hai Việt đây, có đây có hai Việt, thì cái Việt đầu là Lương, Việt sau là Đinh, thì đáng nhẽ là trong 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 tiếng Việt ấy là vần D là cái chữ D là đứng trước chữ L, nhưng mà ở đây nó lại xếp xếp là D là sau chữ L, bởi vì nó xếp theo cái thứ tự của cái bảng mã của thế giới, bảng mã Unicode, và như vậy nó không chính xác. Bây giờ chúng ta cần phải làm lại cái này, làm lại cái thuật toán này thật chính xác theo hoàn toàn tiếng Việt. Đấy, hôm nay là buổi chúng ta thầy muốn chúng ta làm cái bài tập này. Như vậy là vẫn là cái bài là ban đầu đầu nhập đầu vào là một thí học sinh đầy đủ ở đây, và đầu ra là một thí học sinh cũng như vậy, nhưng mà sắp xếp lại theo ưu tiên là tên trước họ đệm sau, nhưng mà yêu cầu là sắp xếp theo đúng đúng bảng chữ cái tiếng Việt. Thì đây là một tập theo thầy là rất là khó và hơi nâng cao, mà thực chúng ta vẫn có thể làm được, chỉ khó một chút nhé. Thì nó như thế nào, thì thuật toán vẫn là như thế này, vẫn là bước một là sao chép, bước thứ hai là sắp xếp. Sao chép hình như này, chúng ta sẽ sao chép từ cái gốc dãy học sinh này sang hai cái dãy dãy học sinh và dãy tem học sinh. Dãy học sinh là cái dãy là copy từ cái gốc dãy học sinh, còn cái tem học sinh là xuất phát từ học sinh, nhưng chúng ta đã lấy tách ra phần tên, chúng ta đưa lên đầu, tách ra đưa lên đầu, và sau đó chúng ta sẽ vào cái thủ tục là sắp xếp, thì sẽ xếp lại theo cái đây, xếp lại
nhưng không phải là theo cái thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh. Nên ở đây nó có cái lệnh, nó có chỗ này là chúng ta đã sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh này. Ở chỗ này này, nếu mà cái phần tử thứ K của tem mà lớn hơn phần tử thứ G của tem thì được chỉ đổi chỗ. Chỗ này này, chỗ này này. Vậy đây cái hàm này, chỗ này nó có cái biểu thức số xanh lớn hơn đúng không? Thì số xanh lớn hơn là hai sâu, là hai sâu đây, sâu 1, sâu 2 đây. Thì đây là cái so sánh theo cái thứ tự gốc của bảng chữ cái tiếng Anh. Của bảng hay là bảng chữ cái chuẩn quốc tế. Mà do vậy nó dẫn đến là không chính xác và chúng ta sẽ phải làm lại chỗ này một chút. Này, đây, cần sửa lại cái lệnh này. Đấy, thì sửa như thế nào? Thì bây giờ thầy các bạn chúng ta cùng làm nhé. Thì trong bảng chữ cái tiếng Việt ấy nó có một cái thứ tự khác khác bảng chữ cái tiếng Anh. Đấy, thầy nói luôn nhé để các bạn chú ý nhé. Trong bảng chữ cái tiếng Việt thì là như này, nó là đầu tiên nó là a xong á ớ, đúng không? A ớ. Đó. Nhưng mà cái trong phần a thì nó lại có tiếng Việt, tôi lại có các cái dấu sắc huyền sắc hỏi ngã nặng, thanh huyền sắc hỏi ngã nặng. Đấy, thì nó đánh là chữ a, sau đó là á ở thanh, sau đó là thanh này không dấu được, sau đó là huyền sắc hỏi ngã nặng. Đấy, nó thế cơ, rất phức tạp, chữ tiếng Việt là rất phức tạp. Cùng là vần là tên là huyên chẳng hạn, thì huyên sẽ đứng trên là huyền. Đấy. Người đó là huyến thì người đầu tiên là huyên, sẽ là huyền sẽ là huyến. Ai tên là huyện, huyện là đứng sau theo công thức là không giấu, xong là huyền sắc hỏi ngã nặng, cái người có dấu nặng đứng sau cái người giấu hỏi. Đấy. người tên là la thì đứng trước người tên là lá, đứng trước người tên là là sẽ lên lá hỏi, đúng không? Sắc huyền sắc hỏi là ngã lã, nặng là lạ. Chỉ vì khi trong lớp ta thì có hai bạn, bạn tên lá và bạn tên lạ, thì bạn đứng lạ đứng sau bạn tên lá nhé. Đó, nhưng người bạn tên là lạ lại đứng trước người tên là chẳng người trên là lơ chẳng hạn, lơ chẳng hạn, thì như vậy là người lại đứng trên. Chứ chúng ta sẽ phải sắp xếp lại bảng chữ cái tiếng Việt. Nhưng thầy chúng ta làm nhé. Chỗ này là hơi khó một chút nhưng không phải là quá khó đâu. Bây giờ làm như sau, bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái biến nhớ để lưu tất cả dãy các chữ cái tiếng Việt mà được sắp xếp là đúng được tiếng Việt nhé. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái biến nhớ như thế này. Đây, tạo ra một biến nhớ thì đặt tên nó là VN alphabet, được chưa? Cái biến nhớ này có nhiệm vụ là lưu lại một dãy các chữ cái tiếng Việt theo đúng bảng chữ cái tiếng Việt, để sau này khi mà sắp xếp chúng ta sẽ dựa trên cái bảng đó chứ không dựa trên cái bảng chữ cái của thế giới. Bảng chữ cái của thế giới là ví dụ như là chữ M sẽ đứng trước chữ D, chữ D, chứ bảng chữ cái tiếng Việt thì chữ D là phải đứng trước chữ M. Rồi chúng ta sẽ cùng làm nhé. Bây giờ thầy sẽ phải làm như sau này. Đây, bây giờ thầy sẽ trong chương trình ở đây, chỗ này này. Thầy sẽ có một cái lệnh để thầy nhập. Đây, lệnh này. Thầy sẽ nhập cái bảng cái VN alphabet đây, nhập vào đây nhé. Ở trong tiếng Việt, ở trong SCAD không phân biệt chữ Hoa chữ thường, thầy nhập chữ Hoa này cho nó dễ. Rồi, thì cái bảng chữ cái tiếng Việt là bao nhiêu chữ nhỉ? Rất là nhiều chữ đấy. Cho thấy rất là nhiều chữ, theo thầy nhớ là nhìn nó có 89 chữ cái, tất cả cả dấu nữa. Chúng ta sẽ phải nhập thôi, không cách nào khác cả. Bây giờ làm thử cho các bạn xem nhé. Đây, bắt đầu này, đầu tiên là a trước nhé. A sau đó là huyền, a huyền, nhìn nhầm này, a này, sau đó là a huyền này. Ồ, chỗ này là hơi khó đúng không? Thôi bây giờ thầy làm như này. Thầy muốn gõ như vậy thì thầy nên copy từ trong chương trình khác ra, copy ra dễ hơn nhé. Bây giờ thầy sẽ copy từ uộc ra đi, từ uộc nhé. Thì vào cái chương trình văn bản uộc thầy nhập vào trong này một cái dãy các cái tự tiếng Việt, hình như là có 89 chữ đấy nhé. Bây giờ thầy phóng to để cho nó dễ nhìn này, phóng, được chưa? A này, bây giờ cách làm tí này ngay là a huyền này, đúng không? Sắc này, huyền sắc này, hỏi này, ngã này, nặng, được chưa? Xong đến là B này, xong đến C này, đúng không? A, B, C,
đúng không? Xong đến the này đúng không? The. Đấy, the đúng không? Thầy quý vị tiếng riêng chữ A phải cách dài sao để sử dụng. Xong đến nơi E đúng không nào? A, B, C, D, E, F là tấu, như vậy gọi là E huyền, E sắc đúng không? E hỏi, E ngã. Huyền, huyền sắc hỏi, huyền sắc hỏi ngã nặng đúng không? Ngã nặng. E sẽ lên sau đây gì? Sau đây E. Đấy rồi E nhé. E huyền, E sắc, E sắc, E hỏi, E ngã, E nặng. Chưa? Đây bây giờ chúng ta có thể một số từ chúng ta có thể đưa sát vào nhau trước đi. Thì chúng ta phải copy sang cho nó dễ nhé. Đây. Thầy ơi, thầy thiếu chữ ơ, thầy ơ với á. À đúng rồi, ơ, đúng 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 đấy, bạn nói có hai chữ rồi, chỉ một chữ nhá, để cho thầy phải nhầm. Chỗ này có hai chữ là ớ. Đấy, á và ớ. Đấy. Thế thầy quên đấy nhá. Rồi ta điền sau nhá. Điền thôi, bây giờ thầy cứ điền một lần các chữ bình thường đã, chúng ta sẽ điền chèn vào bên trong sau nhé, để cho nó dễ, để cho nó thuận tiện đang nhìn tổng thể toàn bộ chữ cái đã nhá. Nó hơi cái này làm nó rất là công, như ta làm coi như đây là cái bộ dữ liệu quan trọng, thì các bạn làm các bạn sẽ lưu lại để dùng trong rất nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau trong những bài tập có liên quan đến xử lý tiếng Việt. Sau này trong chương trình các bạn làm trong chương trình làm chương trình phần mềm chẳng hạn, là chúng ta cần đến, đúng không nào? E nhá, E này, E đây rồi, E đây nhá. Chúng ta làm tiếp này, trong tiếng Việt không có F, nhưng mà E và F nhưng không có F đúng không? Nó sẽ còn là G, sau F sẽ là G H I, đúng không? I đúng không? Không có G, sau đó là K L M N O, sau O được có O, sau O được có Ơ, đấy, đúng không nào? Ơ thì có số con là O, B, xong là O, P, P, xong Q, xong là R, xong S, T, U. Sau U thì có gì? Có Ư. Xong là đó là V, X, Y. Đấy, toàn bộ. Cái tiếng Việt đấy. A như A này. A, Á, Ớ đúng không? Á, Ớ này. B, C, D, Z, D, E, E. E, E. Không chữ F, G, H, I, không chữ G, K, L, M, N, O, O, Ơ. Xong là P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y. Đó, mình ra nhìn tiếp vào đây nhé. Á nhé, Á rồi, bây giờ đến sang đến là Á nhé. Huyền, đấy. Sắc. Hỏi. Ngã. Nặng, được chưa? Đó, chúng ta gõ, bây giờ chúng ta có thể để vào cho nó dễ, không bị lệnh nhầm được, chúng ta phải gõ như thế này. Đấy. Được chưa? Sau đây là ớ, đây là ớ nhé, ớ thì đây nó sẽ có này, ớ huyền đúng không? Huyền sắc, hỏi. Hỏi ngã nặng. Chỗ này nó sẽ liền vào đây đúng không? À, B C D E đủ rồi nhá, E đủ rồi này, xong G H I J K L O, đấy, O xong là O huyền này. Huyền này, sắc này, hỏi này, ngã này, nặng, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lại phải đẩy nó vào cho nó sát vào. Chữ A này ơi, chữ A, chữ A Y, chữ Y ngắn. Đúng. À, còn Y dài cũng có đấy. Cần dài như vậy là Y ngắn đúng không? Y ngắn đây. Đấy. Huyền sắc, hỏi, ngã, nặng. Đấy.
Cái bảng này quyết định là trong lớp chúng ta bạn nào đứng trước bạn nào đấy. Bạn Anh phải đứng trước bạn Ánh, đúng không? Bạn Ánh, bạn Anh đứng trước bạn Ảnh, bạn Ảnh đứng trước bạn Ánh, bạn Ánh đứng trước bạn Ảnh. Đấy, như vậy nhé. Ô được rồi, đến ô nhá, ô này. Ô Huyền này, ô Sắc này, ô Hỏi, ô Ngã này, ô Nặng. Yeah. Cái SCAD là nó đơn giản, là đơn giản, là nó không phân biệt chữ hóa chữ thường. Còn nếu các bạn mà lập trình ngữ bậc cao khác ấy, nó lại phân biệt chữ hóa chữ thường thì nó còn dài nữa, dài gấp đôi cái này nhé. Rồi đến ô, rồi đến ơ nhá. Ơ là gì? Ơ nó sẽ là đây. Ơ Huyền, ơ Huyền, ơ Sắc, ơ Hỏi, ơ Ngã, ơ Nặng. Tổng cộng chỗ này nó sẽ là tổng cộng nó là 89 chữ đấy các con ạ. 89 chữ đấy. Về đây U nhá, U đây. U Huyền, U Huyền Sắc, Hỏi, Ngã, Nặng. Cơ. Ngã Nặng. Hay lâu một tí nhưng đành phải chưa vậy. Đến Ư này, Ư nhá. Ư này, Ư này, Hỏi này, Ngã này, Nặng. Phần xong rồi, chúng ta chỉ khó một tí nhé. Các bạn thấy là khi mà làm là phần mềm ấy, mà liên quan đến dữ liệu, nhiều khi làm rất tỉ mỉ như thế này. Thế thầy làm cũng còn một bản. Thầy có thể làm, thầy có thể làm trước ở nhà, nhưng mà không, thầy muốn là cùng con chúng ta kiểm nghiệm cái sự phức tạp này nhé. Cùng là y dài cũng có Huyền Sắc, Hỏi, Ngã, Nặng. Hết chưa nhỉ? Hết rồi đúng không? Từ đây là hết rồi đấy. Đó. Như vậy đây là toàn bộ là dãy các cái chữ cái tiếng Việt mà được sắp xếp thứ tự theo đúng bảng chữ cái tiếng Việt. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ copy cái này. Copy cái này vào cái biến này. Đó. Nhé. Chúng ta sẽ copy paste như này. Đó, nó dài như thế, là chịu vậy nhé. Đó. Nó cực kỳ dài luôn. Mà chúng ta không nhìn thấy được. Đây, đó. Xem mình có thừa dấu nữa. Đúng rồi đấy, chính xác nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này lên đầu này. Đấy, như vậy là cái đây là cái dãy rất quan trọng nhé. Nó là cái dãy dữ liệu ban đầu. Và nó dựa trên dãy này thì chúng ta sẽ sắp xếp được các cái sau ký tự, sau thứ tự theo thứ tự này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ muốn như vậy, chúng ta sẽ phải làm lại. Làm lại cái lệnh so sánh này này. Nếu chúng ta nhớ lại cái cách tên này hiểu rồi, còn chỗ này này. Trong cái chỗ sắp xếp này, ở đây có chỗ này là chỗ quan trọng, chỗ này là cái chỗ là cần so sánh hai sâu đây, để sắp xếp đây. Đúng không? Chúng ta nhớ lại nhé, bài hôm qua này, so sánh. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thay cái so sánh này bằng một cái hàm khác. Bằng cái hàm đây là so sánh theo tiêu chuẩn lớn hơn của tiếng Việt. Đấy. Rồi, làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ phải đâu rồi cái phần nguyện rồi. Đâu à, đây. Bây giờ chúng ta các bạn cùng với thầy chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm mà để kiểm tra bằng tiếng Việt. Thì để cái hàm này chúng ta sẽ phải cần như sau này. Bìa cho trước hai sâu S1, S2 cùng các chữ cái tiếng Việt. Bìa làm sao để biết là S1 nhỏ hơn S2 theo cái bảng này. Được chưa? Chúng ta sẽ phải kiểm tra từng ký tự một của S1 và từng ký tự của S2 sẽ nó có nằm ở trong cái này không. Đấy.
nằm trong, thì nếu mà hai ký tự mà cùng nằm trong thì so sánh như đây, thân nào mà nằm phía trước thì nhỏ hơn thằng phía sau. Đây là theo thứ mới này. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ cần thì chúng ta cần hai hàm, một cái hàm là cho trước một ký tự kiểm tra số nằm ở trong vị trí nào của cái dãy này nhé. Và cái thứ hai và cái hàm thứ hai là hàm kiểm tra so sánh giữa cái hai cái sâu ký tự bất kỳ, kiểm tra xem số nào lớn hơn sâu nào. Được chưa? Giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta tạo cái block thứ nhất là chúng ta sẽ kiểm tra xem một cái ký tự nằm trong vị trí nào của cái alphabet tiếng Việt ấy, nằm trong vị trí nào nhé. Thì cái này là cái hàm này là cái hàm mà là dùng từ là ta dùng cái block có tên là nằm trong nhé. Viết tiếng Anh là contain. Đấy, tiếng Anh cho nó hay nhé, tiếng Anh cho nó hay. Thì thị viết tiếng Anh nhé, contain. Nằm ở trong cái vị trí nào, contain. Đấy. Xong viết dấu thăng nữa cho nó. Tức là vị trí nằm trong một cái tự này nằm trong một cái sâu khác thì nằm trong ở vị trí nào. Được chưa? Đó. Thì cái này là cái gì? Cái này là đầu vào của nó là một ký tự là một CH. Đúng không? Là một CH. Được rồi, nằm trong. Và nó trả lại cái hàm này trả lại một cái biến như sau. Thầy tạo một cái biến nhớ để trả lại giá trị giao dịch trở lại. Đấy nhá. Thầy tạo một cái biến nhớ có tên là KQVN nhá. KQVN là hay là dùng từ chỉ số hơn, chỉ số đi. Index VN là cái gì? Là trả lại gì? Trả lại là cái VN này là trả lại cái vị trí của cái ký tự này ở trong cái sâu này, trong sâu là VN alphabet này. Nó không nằm trong thì là nó trả lại là không, còn nằm trong thì nằm trong vị trí 1 2 3 4 thì nằm trong cái này nhé. Cái này làm rất đơn giản thôi. Rồi làm như sau này. Đây là cái hàm khi mà ta chạy thì nó sẽ trả lại cái vị trí của cái tự CH nằm trong sâu VN alphabet. Được chưa? Chúng ta dùng cái này để chúng ta có thể kiểm tra được hai sâu S1C2 là cái nào lớn cái nào trong cái quan niệm của tiếng Việt. Được rồi, chúng ta thử nhé. Thì đầu tiên thầy sẽ đặt set cái mà đích của nó là cần tạo ra cái biến là VN. Đấy. Cái biến là index VN. Đầu tiên bằng 0. Được chưa? Rồi sau đó thầy sẽ làm như sau. Vì dùng cái biến phụ, ta có thể dùng biến phụ bất kỳ, dùng biến k nhé. Ta cho nên là k có dùng bên này để ý k có dùng ở bên kia, ta dùng một biến phụ khác đi. Hoặc thầy dùng cái biến khác, thầy dùng cái biến là index chung nhé. Là chỉ chạy theo cái alphabet này. Được chưa? Rồi như sau này nha. Đây, bây giờ thầy mình set index bằng 1. Sau đó thầy sẽ lập và kiểm tra nhé. Lập như sau này. Kiểm tra xem CH nó có nằm trùng với ký tự index của VN alphabet hay không. Và khi kiểm tra, tôi cho index này, index chạy từ 1 đến cuối của cái sâu này nhé. Và kiểm tra nếu mà cái CH nằm trong một phần tử của sâu này thì đặt đó là VN index và dừng vòng lọc. Như vậy đây là như sau. Vòng lọc ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ là repeat until. Until cái gì? Until như sau. Until là hoặc là index lớn hơn độ dài của VN alphabet. Đấy. Hoặc là index, đúng rồi, hơi dài một chút nha, hoặc là chỉ số của nó index lớn hơn cái gì, lớn hơn cái length độ dài của alphabet tiếng Việt, bảng chữ cái tiếng Việt, độ dài của cái này này, độ dài của cái VN alphabet đó, cái này hoặc là dừng lại khi nào, dừng lại khi nào khi mà VN index
It has been a lớn không? Thì ta dựng lại kết quả, có kết quả rồi dừng lại. Đây. Dừng lại khi mà VN index lớn hơn VN index VN lớn không. Đấy, và chỗ này chính là cái toán tử là hoặc or. Nha. Yeah. Như vậy là lọc khi mà hoặc là VN index lớn không hoặc là index lớn hơn độ dài của VN alphabet. Đó. Và chỗ này nó kiểm tra này. Nó kiểm tra, đây là kiểm tra như sau, nó kiểm tra nếu mà cái nếu mà CH bằng cái vị trí bằng cái ký tự ở vị trí index thì đây. Đây nhé, nếu này nếu như sau dấu bằng nếu mà CH nhé, nếu mà CH nhá, bằng cái gì? Chính là bằng cái đây cái ta dùng cái hàm này, dùng cái hàm letter này. Nếu mà CH bằng vị trí thứ index của VN alphabet. Đấy. Nếu mà CH bằng cái tự thứ index của VN alphabet thì sao? Thì gì? Thì thiết lập cái set cái index VN bằng index. Thôi. Đây này. Thì thiết lập cái này. Và khi là có đề bằng index rồi thì nó sẽ hết vào lọc nó dùng ngay vì đề lớn không. Còn chỗ này là ta chain index by 1 thôi. Chain index by 1. Đấy. By 1. Như vậy cái hàm này này, cái hàm này là hàm rất quan trọng, cái hàm này nó kiểm tra xem một ký tự nằm ở trong không, thầy kiểm tra ký tự là để kiểm tra ký tự nhé là ớ huyền. Kiểm tra nhé, còn bao nhiêu đây? Vì thầy muốn thầy phải kiểm tra thì phải lôi cái này ra thì kiểm tra xem kiểm tra hàm nó có đúng không? Kiểm tra cái này, đây. Chạy thử nhé. Chạy ra đây không được. Chạy này, đấy, bây giờ kiểm tra nó bằng mấy? Nó bằng bao nhiêu? Nó bằng không à? Vô lý nhỉ? Nó phải bằng nó phải bằng bao nhiêu? Nó phải bằng đấy chứ, nó phải bằng nó phải bằng 3 không chứ. À, chỗ này kiểm tra bị lỗi chỗ này. Kiểm tra lại nhé. Bằng không. Như vậy thầy kiểm tra lại nó bị sai đấy. Nha. Các bạn cứ bình tĩnh cùng thầy chúng ta làm nhé. Đây này. Vòng lặp này dừng lại khi mà VN index lớn không. Index VN lớn không. Tức là khi bạn đã có trúng rồi này, khi mà đã gặp cái từ mà cái CH mà trùng với một phần tử ở đây thì dừng lại, hoặc là cái bản thân index nó vượt quá cái độ dài của VN alphabet nhé. Rồi thì nó kiểm tra như sau này, mỗi một lần chúng ta kiểm tra nếu mà CH bằng cái letter index của VN alphabet là cái này, à mình chưa chạy cái này, à mình chạy rồi chứ, chạy rồi đúng không, chạy rồi, đang bị kiểm tra lại nào. Rồi. Nó nói là không nhỉ? À đây không phải set, xin lỗi. Là phần lệnh change. Đây cái lỗi kia. Nha, change index by 1. Thế nào? Không phải là set thì nhầm như này này, set nhé. Điều tra lại đúng không nào? Chạy lại này, nó là 71. Vô lý thế. A này. Bởi nó cũng bị sai. A nó phải là 1. Đúng không? Bên này A là cái đầu tiên nó phải là 1 chứ. Nó không thể 71 được. Xem chỗ này nó có dấu cách nào không? Để có thử một dấu cách ở đây đúng không? Thử một dấu cách.
Thì kiểm tra một chút nhé. Bên này có thừa dấu cách không? Không à? Rồi, ok. Vấn đề là không bị thừa dấu cách đúng không? Rồi. Chạy lại nha. Cái VN alphabet nó đây này. Nó to như này này. Rồi. Bây giờ thầy sẽ làm lại, kiểm tra lại cái này. Cái hàm này rất quan trọng. Hàm này kiểm tra đúng thì mình mới làm tiếp được vận hàm sau. Nó lại là không à? Nó phải là một chứ nhỉ? Bây giờ thầy kiểm tra một từ khác nhé. Một từ là B nhé. Vẫn là không. Vẫn bị sai. Để kiểm tra lại xem nào. Cái chỗ này đúng là nó có repeat anti set index bằng 1. Các bạn cùng với thầy chúng ta cùng kiểm tra nhé. Ai thì kiểm tra cho thầy xem vì sao lại nó không, lại chưa đúng nhé. Tức là cái hàm này này, cái thủ tục này là nó trả lại giá trị là cái giá trị là index vn, nó trả lại là cái vị trí của cái ký tự này này bên trong cái alphabet này, bên trong cái dãy sau ký tự alphabet, vn alphabet đó, nó phải nằm ở trong cái này nhé. Thì đó là cái vòng lặp. Đây vòng lặp, đây vòng lặp index bằng 1 và tăng trên by 1 đây, và lặp cho đến khi nào? Lặp cho đến khi hoặc là index vượt quá cái chiều dài của VN alphabet, là nó vượt ra ngoài alphabet rồi. Để thử kiểm tra một chút cái hàm này là bao nhiêu đúng nhỉ? Hàm này đúng, hàm này đúng là 89 này. Chữ VN alphabet là nó đang dài là 89 ký tự, chính là 89 chữ cái tức trong bảng chữ cái tiếng Việt đấy. Chính xác nhé, cái hàm này như vậy là đúng nhé. Kiểm tra chỗ này mình sai chỗ nào không thôi. Nó dừng lại, cái lặp dừng lại khi mà VN index lớn không, đã tìm được rồi thì nó dừng lại. Hoặc là index vượt quá ra ngoài nhé. Ra ngoài cái chiều dài của VN alphabet. Kiểm tra nếu mà CH bằng cái phần tử index của VN alphabet thì lập tức là set VN index bằng index nhé. Mà lúc đó nó dừng luôn đấy, lúc đó là nó quay lại đây là nó dừng lại đấy. Vì lúc này VN index lớn không rồi, vẫn là không là sai nhé. Khi mà chạy nó thì nó phải là chạy nó thì nó phải làm kia, nó phải làm cái số lớn không. Đây này, ta cho đây nhé, chạy này đấy. Thế bây giờ bên đây mà không là sai, index bên này không là sai. Bài này khó nhỉ, trông dễ thế mà làm nào bị này. Thầy cho con coi thử cái biến CH thầy. Biến gì? Dạ biến CH thầy. À đúng rồi, biến rồi. Trời ơi đúng rồi. Đấy các bạn thấy là nhiều khi nó chỉ bị lỗi nhỏ thôi mà, đúng rồi, sai chỗ này. Đây không phải biến CH mà phải kéo được CH này xuống này. Thôi nhá, bây giờ như vậy là không chắc chắn rồi, bây giờ không thể sai nữa rồi, thầy bị nhầm. Các bạn thấy không? Làm mãi nhưng không bị lỗi, bây thầy kiểm tra nhá. B này, chạy này. Đấy, nó là bao nhiêu, nó là 19 chứ, đúng đấy. Bây giờ để A này, nó phải là 1 mới đúng này. 1 đúng nhá. Bây giờ là A, xong rồi là A Huyền thì nó phải là 2 này, chạy này. Đấy ha. Rồi, như vậy chỗ này sai chỗ này này. Đây không phải là CH bên ngoài mà là CH ở đây, từ đây xuống nhá. Rồi, như vậy chúng ta xong một bài, xong một phần quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ lên lập trình sang phần thứ hai mới là phần chính nhá. Là chúng ta sẽ phải lập trình để kiểm tra xem cái sâu S1 có nhỏ con sâu S2 hay không. Trong cái tương quan với cái bảng chữ cái tiếng Việt. Đó, bây giờ thầy làm nhé. Chúng ta cùng làm cái thủ tục thứ hai quan trọng hơn rất là nhiều lần, là so sánh. Đấy, so sánh nhé. So sánh.
So sánh hai kia sâu là S1 và S2. Mà đây là so sánh gì? So sánh ở trong kia mà so sánh với cái thứ tự từ điển của chữ cái tiếng Việt nha. Rồi, kết quả ở đây lưu ở đâu? Kết quả sẽ lưu ở một cái biến nhớ khác, thì ta sẽ đặt thêm biến nhớ khác nha, thì đặt tên cái biến nhớ khác là KQD, KQVN đi, VN. Được chưa? Thì thầy đặt cái KQVN là như sau này. Nha. Thì KQVN là như sau. À, nếu là thầy đặt đích ra nó trả lại giá trị nó bằng 0 nếu mà S1 chính là bằng S2. Nếu mà nó trả lại là -1 nếu S1 là nhỏ hơn S2. Và nó trả lại là 1 nếu S1 lớn hơn S2 nha. Cho nên là ban đầu khi chúng ta mới đưa vào thì chúng ta sẽ xét cái KQVN này. Thế đặt ban đầu đó là -2 là chúng ta nó chưa làm gì cả. Và sau lệnh này, sau lệnh so sánh này thì KQ này nó sẽ phải đặt giá trị hoặc là 0 hoặc là 1 hoặc là -1 nha. Mà tất nhiên là có thể là -2 nếu chúng ta nó không so sánh được với nhau. Rồi, đó là nhắc lại, đó là không nếu mà S1 bằng S2, nếu mà nó là bằng -1 nếu mà S1 nhỏ hơn S2, và nó là bằng 1 nếu mà S1 lớn hơn S2. Như vậy cái thủ tục này nó đưa ra kết quả của chúng ta là một cái biến nhớ. Bạn thấy không? Biến nhớ quan trọng lắm. Ở trong Scratch thì nó không, hiện nay chúng ta không tạo được những cái thủ tục mà không tạo những cái hàm tròn, không tạo những cái hàm tròn mà chỉ tạo ra những cái hàm vuông thôi. Hàm vuông là các cái thủ tục chương trình con. Cho nên muốn trả kết quả chúng ta phải dùng một cái biến nhớ ngoài, chính là biến nhớ này nhé. Được rồi, thì chúng ta như sau, chúng ta so sánh từng ký tự một của S1 và S2, tôi đi dọc theo chiều dài của S1 và S2, đi cho khi nào mà hết S1 và S2 thì dừng lại và đi tiếp khi mà phần thừa ra nhé. Nếu S1 và S2 bằng nhau thì ta làm như nào? Nếu mà chúng lớn trong là như thế nào? Chúng ta sẽ phải làm cái phức tạp nha. Để lấy ví dụ chúng ta cùng ví dụ thử nhé. Bây giờ chúng ta thử so sánh như này, so sánh cái em là thử sánh là cái em hai cái tên là ví dụ như là tiếng Việt đi, Bùi nha, một cái tên thứ hai là Bình, thì như nào thì máy sẽ làm, máy so sánh đầu tiên là chữ B, hai bên là bằng nhau, đi tiếp là U và Y. Thì khi sánh U với Y thì xoay vào đây thì Y là có thứ tự là trước U, cho nên là Bình là nhỏ hơn U. Được chưa? Đó, ví dụ thế. Hay làm lại một cái tên khác nhé. Ví dụ như là một người tên là Oanh, một người tên là Oan. Được chưa? Đấy, thì như sau. Máy kiểm tra là đầu tiên kiểm tra chữ O này, hai bên là bằng nhau. Đi tiếp A, hai bên là bằng nhau. Đi tiếp N, hai bên bằng nhau. Hết rồi. Khi hết rồi thì bên nào còn thừa lại phần nào thì bên đó là lớn hơn, sẽ là oan nhỏ hơn oanh nhé. Đó, thì cách làm như sau. Chúng ta làm như sau. Đây. Bây giờ thầy sẽ đặt tên một cái biến nhớ nữa để mô tả cái thầy đặt tên là M. M là cái min của độ dài S1 và S2. Được chưa? Đấy. Nha. Thì như sau này. Ngay mình ta làm như sau nhé. Bây giờ chỗ này thì đặt luôn này. Thì làm cái lệnh như này. If and then else. Nha. Đây. Đặt luôn nhé. Nếu mà. Không, thì để này chứ. Cái hàm này phải làm như này. Đây. If. Đây. Chúng ta cần phải tính cái giá trị M mà. M đây. Set cái M. M là cái gì? M là cái độ dài min của length của S1 và S2. M.
Nhưng mà còn vượt mà so sánh đó, trong 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 stat không có cái hàm là hàm min, nhưng mà như vậy là phải so sánh nhé. Đây. Là sửa nó bằng nhau nhé. Đây. Đây xem kiểm tra làm mấy lần rồi, đúng không? Kiểm tra đi. Dùng hàm length. Nếu mà length của S1 bằng len của SC2 đây, len S1 bằng len SC2 thì đặt luôn set M bằng bằng cho hai cái này, đúng không? Điền ngược lại à, quên mất nên nó phải có cái hàm if then else. Nếu len S1 bằng len SC2 thì thiết lập luôn là cái này ngược lại, đúng không? Ngược lại. Nếu mà hai cái này khác nhau thì ta sẽ phải làm lệnh nếu nữa, lồng vào nhà lồng vào đây hãy phụ ta một chút. Nếu, đúng không? Nếu mà, này, ta copy cái này sang đây. Cái này nó không cho phép sửa tại chỗ luôn nhỉ. Ta phải bỏ cái này ra. Nếu mà nhỏ hơn, này, nếu mà len của S1 nhỏ hơn len của SC2, đấy, thì đặt cái gì? Thì đặt cái này là len của S1, đúng không? Ngược lại, nó len của S1 lớn hết là lớn hơn len của S2 thì chúng ta sẽ phải sang bên này là đó, cái chỗ này sẽ bị dài đây, được chưa? Như vậy chỗ này là chỗ ta tính cái m là cái min của len S1 và len S2 rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra từng ký tự một của S1 và S2. Đối với ta kiểm tra trên m trước, độ dài m trước, sau đó ta kiểm tra phần sau m, sau giá trị của m. Rồi chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta cần một cái biến nhớ index nhé, và chúng ta vẫn dùng nó nhé. Set index bằng 1. Bằng 1 nhé. Và lặp lặp đúng không? Và repeat until until cái gì? Repeat lặp cho đến khi nào index này lớn hơn m hoặc là cái kết quả này lớn bằng lớn trừ 2 thì là ta dừng lại. Đây ta dừng lại này. Chúng ta đây chúng ta phải vẫn có cái hàm nữa và cũng có cái biến đổi ho nhé. Như vậy là lặp cho đến khi hoặc là index là vượt quá m khi mà index hoặc cả hai bạn này nhé. Hoặc là gì? Hoặc thứ nhất là gì? Hoặc thứ nhất là cái index này lớn hơn m, tức là nó vượt quá cái phần chung, tại vì ta lặp theo chiều dài m ở đây mà. Và khả năng thứ hai dừng lại khi nào? Dừng lại khi mà cái kết quả VN này không phải là -2 mà lớn hơn -2. Đấy. Thì ta dừng lại. Đấy. Được chưa? Còn sau cái này thì làm xong. Sau cái bước này là ta sẽ kiểm tra cái phần sau. Rồi, bây giờ đây nhá. Cái này đây này. À, kiểm tra này. Ta lấy ra cái phần tử thứ index của S1 và S2 nhé. Kiểm tra xem nó nằm ở trong cái ký tự nào của cái sâu ta dùng cái hàm là contain này, được chưa? Rồi ta làm như sau này, để khó một chút nhá. Rồi chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra phần tử thứ index của S1, chúng ta dùng cái hàm contain này. Đây, đây nhé. Chỗ này là cái chỗ này thì chúng ta lấy ra phần tử thứ đây phần tử. Phức tạp lắm các bạn ạ. Không ngờ phức tạp thế. Đó. Phần tử thứ gì? Phần tử thứ index của S1. Lôi cái này xuống. Làm hai bước. Thế lấy sau lên này thì cái chỉ số này là cái vị trí của cái tự này. Cái tự index trong của S1 ở trong cái bảng VN alphabet nhé. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ dùng hai cái biến để chúng ta mô tả
hai cái biến để mô tả hai ký tự, một là I1 và dùng cái thứ hai là I2, là cái thứ tự là cái vị trí của cái ký tự thứ index của S1 và S2 trong bên alphabet. Rồi, lệnh thứ nhất này, lệnh lệnh này nhé, chúng ta gán S1, I1, ta gán I1 với gì? Với index VN, cái này này. Với index VN. Đó. Yeah. Tiếp theo chúng ta là làm lệnh thứ hai là dùng lệnh này. Làm lại lệnh như vậy nhưng mà đối với S2. Với cần thêm nha. Đây. Bỏ cái này ra S2. Và bây giờ chúng ta gán cái này. Gán với I2. Bên này. Đó. Thì đây là cái đoạn này là đoạn chúng ta lấy ra cái phần tử từ index của S1 với S2, kiểm tra xem nó nằm ở đâu ở trong cái bảng mã ăn tiếng Việt. Và thứ tự của nó là chính là I1 và I2. Và kiểm tra. Được chưa? Đi I1 và I2 thì là bằng nhau thì bỏ qua. Đi tiếp. Còn I1 lớn hơn 2 thì chúng ta làm như nào? Vậy là ngược lại như sao? Chúng ta làm ngay bây giờ. Ở đây nhé. Ở chỗ này này. Đây. Vì nếu. Có hai cái nếu luôn. Đặt luôn đây. Một. Nếu thứ nhất. Nếu mà I1 lớn hơn I2. Nhé, đây này. Nếu I1 lớn hơn I2 thì lập tức gì? Là lập tức là cái thì theo cái định nghĩa của thứ tự từ điển thì suy ra ngay là S1 lớn hơn S2 luôn. Thế này. Và S1 lớn hơn S2 thì tương đương gì? Tương đương với là gì? Trước thầy nói rồi là tương đương với gì? Tương đương với là đặt cái KQVN của chúng ta, KQVN này là 1. I1 lớn hơn I2 thì đặt lên bằng 1 nhé. Vì ngược lại nếu đúng là thầy không ngờ nó lại dài như vậy. Rồi làm tiếp lần thứ hai nữa nhé. Đây, nếu mà I2 lớn hơn I1, ta phải copy cái này lại xuống đây nhưng đổi vị trí. Nếu I2 lớn I1 tức là thì là S1 nhỏ hơn S2 thì đặt cái này bằng nhấn lạnh dạng nhấn lỗi nhé, là đặt cái này bằng -1. Các bạn chú ý -1. Được chưa? Còn nếu mà bằng nhau thì ta đi tiếp. Đi tiếp chúng ta dùng cái lệnh này dùng cái là change index này. Trên index by 1. Đó. Chỗ này này. Chỗ này. Được chưa? Thì nếu mà đi qua khỏi đến đây này mà yeah. Như chỗ này nhé. Tôi lại xong rồi, tôi lại gần xong rồi đấy, gần xong cái bài của chúng ta rồi đấy nhé. Yeah. Đi qua đây, nhưng mà đi qua đây tức là ta đã vượt qua khỏi vòng lặp rồi, tức là lúc giờ là index là lớn hơn n m hoặc là KQN lớn hơn -2 rồi nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp vào chỗ này nhé. Làm tiếp vào chỗ này. Nếu mà KQVN mà vẫn bằng -2 thì chúng ta sẽ phải làm tiếp. Được chưa? Rồi chúng ta làm tiếp chỗ này, chúng ta làm tiếp chỗ này nhé. Đây. Đúng là nó hơi phức tạp. Này chúng ta làm tiếp ở đây này. Qua khỏi đây nhé. Chúng ta làm tiếp nhé. Nếu này. Nếu mà KQVN mà vẫn bằng -2 tức là
Tức là gì? Tức là suốt qua quá trình đây thì nó không không xảy ra cái này, không xảy ra cái này, là luôn luôn là cái là y một luôn luôn bằng y hai, luôn bằng y hai. T bằng hai thì lúc bây chúng ta sẽ xử lý tiếp ở chỗ này nhé. Đây xử lý tiếp nhé. Xử lý tiếp là như sau. Bây giờ kiểm tra ba trường hợp. Nhé, kiểm tra ba trường hợp là len của S1 bằng len S2, len S1 nhỏ hơn len S2 và len S1 lớn hơn len S2, là phải kiểm tra ba trường hợp thì ta mới làm đúng được nhé. Để kiểm tra hơi lâu một tí các bạn làm nhé. Nếu len của S1 bằng len S2, ta copy xuống đây có cái hàm len đây rồi cho nó dễ dàng nhé. Đây đây S2, chúng ta dùng đặt luôn cái này xuống nhé. Đấy, cho đây sẽ ba trường hợp. Trường hợp nếu mà len S1 là bằng len S2, đấy, ra đây rồi nhé, thì đặt cái KQ này là bằng không, lúc bây giờ hai số là bằng nhau đấy. Trường hợp là trường hợp hai số bằng nhau, chúng ta sẽ gán là set là KQVN đâu rồi bằng không, hai số bằng nhau, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục. Nếu đúng rồi, control nhé, nếu nếu nhỏ hơn yeah. Và một cái nếu nữa đây, cho ba cái nếu, thật là ba cái nếu luôn. Nếu là lớn hơn thì sao? Đấy. Nếu mà cái len của S1 mà nhỏ hơn len S2 thì sao? Đấy. Hoặc là ngược lại, nếu là S1 mà lớn hơn len S2 thì sao? Chúng ta sẽ phải xử lý chuyện này. Đấy. Ra đây nhé. Nếu mà KQVN bằng trừ 2 thì ta sẽ, nếu chúng bằng nhau thì đặt luôn bằng 0. Nếu len S1 mà nhỏ len S2 thì đặt cái này bằng bao nhiêu? Đặt cái này bằng trừ 1. Trừ là nhỏ hơn, tôi vừa nói lại rồi. Còn nếu mà lớn hơn thì đặt là 1. Nhỏ hơn thì là trừ 1. Cái này có thể nhỏ hơn là trừ 1 này. Lớn hơn thì là 1, đúng không? Đâu rồi nhỉ? Lớn hơn thì là 1. Còn nếu mà nhỏ hơn thì là trừ 1. Được chưa? Đấy, bây giờ ra đây là đúng rồi đấy. Bây giờ thầy kiểm tra một chút hai cái từ này, bây giờ biết ngay, kiểm tra một chút. Đây so sánh nhá. Và ta cần kiểm tra cái biến của chúng ta là biến KQVN này. Đâu rồi, KQVN này đâu rồi? Đây. Kiểm tra nhá. Giả sử ta chỉ là Hà này. Ở đây nữa là Hà nữa nhé. Nó phải là không. À một à. Một như vậy là không đúng, nó phải là không mới đúng, hai cái này là giống hệt nhau mà. Trong nhưng mà chỗ này mới bị sai. Kiểm tra xem vì sao nó lại, kiểm tra lại này. KQVN rồi, KQVN rồi. Đây nhá. Nào. Kiểm tra một chữ này, chữ A này, chữ A luôn nhé, chữ A nó phải bằng nhau. Một cũng vậy bị sai. Nên cái hàm của ta vẫn bị sai, kiểm tra lại nhé, xem sai như nào nhé. Hàm của chúng ta là M bằng 1. M1 nhé. Bị sai chỗ nào đó các bạn ạ? Bị sai. Mình thì cùng quan kiểm tra nhé. Đây. Đầu tiên là tính M. M là cái min của S1 và S2. Mình thì kiểm tra là sẽ A. Sẽ AB nhé. Còn cái này nó sẽ là AC. D. Rồi. Chạy thử nhé. Thế là 2 đúng rồi này. Đó là trừ 1 là đúng. Trừ 1 là cái này nhỏ hơn cái này.
A, C, D, E, E. Thế này phải lớn hơn thế này. Chữ 1 là sai. Nó phải là lớn, nó phải, trường hợp này là nó phải lớn. Thế cho cháu xem cuộc đứng dưới với thầy. Sao sao? Cho cháu xem cuộc ở dưới với thầy. Ở dưới cuốn đấy. Thì đang xem đây. Xem sai chỗ nào đúng không? Đây, index của S1 đây. Contain đây, đúng không? Contain index của S2 đây. M2 là LI2, đúng không? Xem có cái bị nhớ này bị trùng nhau không? Chắc không, không. Hàm này nó không dùng đến, hàm này là nó cần thêm, nó chỉ dùng có cái index này. À, bên này có index không nhỉ? Cũng có đúng không? À, như vậy sai rồi. Vì hai bên này cùng dùng hàm, cùng dùng index, như vậy là bị sai nhé. Như vậy nó không, không thể dùng chung được, cho nên ta phải sửa lại một chút. Đấy, các bạn thấy rất là dễ nhầm nhé. Chỗ này thầy không thể dùng hàm index được nữa. Chỗ này này, đấy. Chỗ này phải dùng cái hàm khác, dùng cái biến nhớ khác, không dùng index được vì bên bên này cũng dùng index, bên này này cần thêm này, cho nên chỗ này ta phải sửa lại nhé. Bây giờ chúng ta dùng cái hàm, dùng cái chỉ số khác đi. Ở đây sợ k dùng chữ khác rồi, bị i1 đi 2. Bây giờ chúng ta dùng cái chỉ số khác đi nhá. Thì có cái gì chưa dùng không? Thôi, tạo biến mới đi. Tạo cái biến mới là index 0. Được chưa? Để dùng cho bên kia. Index 0 nhá. Hãy cho nó yên tâm. Index 0. Index 0 thì như vậy. Suy ra tất cả chỗ này để mà sửa hết này. Chỗ này này. Tất cả chỗ này index ta sửa lại là index là 0. Đây. Một index 0 này. Bỏ cái này ra này. Và một cái thứ hai vào đây này. Đấy. Bỏ cái này ra nữa này. Đưa cái này vào này. Vào chỗ nào nữa nhỉ? Đây. Chỗ này không phải index mà là index 0. Đấy. Được chưa? Bạn thấy không? Mình làm chỉ nhầm một tí thôi là sai. Bây giờ thầy kiểm tra lại nhé. Đây này. Kiểm tra lại cái thằng này nhé. Chạy thử nào. Một. Đúng. Bây giờ thì sửa cái này là A này. Cái này là A thì nó phải là giống nhau. Nó phải là 0. Đúng rồi. Bây giờ sửa cái này là hà nhỏ. Thằng này là hà hoa. Thì vẫn phải là bằng nhau. Vì thằng Scrap nó coi là bằng nhau. Không. Đúng rồi. Bây giờ thử nhé. Bây giờ là bình. Ở đây vẫn là B. Đây là bính. Thì là bình phải nhỏ hơn bính. Nó phải là trừ 1 mới đúng. Còn vẫn bị sai. Bình là BB nhé. Hai B bằng nhau là cho nên Y huyền là Y sắc. Đúng không? Thì nó phải là không, vẫn là sai. Vẫn bị sai các con ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem sai ở đâu nhé. À đây, chỗ này. Chỗ này là phải index 0. Vẫn chưa hết cái lỗi. Chỗ này nhá. Vẫn bị sai. Đấy, vẫn bị sai chỗ này. Đây là index 0 nhá, index 0 này. Index 0 này. Index 0 này, đúng không? Và đây là index 0 ở đây. Đấy, như vậy sửa lại chỗ này. Kiểm tra lại chỗ này nhé. Đúng là rất là dễ sai. Nó phải là trừ 1 mới đúng. Đấy, trừ 1 đúng rồi đấy. Bây giờ nhá. Bây giờ là oanh. Thằng này là OAN thì nó phải là 1 đúng này. 1 đúng. Bây giờ đúng rồi đấy, Bây giờ chúng ta chỉ sửa lại một chút thôi. Như vậy là chỗ này cũng đúng rồi nhá. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm mà cùng nhau sửa cái phần chính của bài toán của chúng ta. Này, sửa gì? Sửa cái sắp xếp. Đây. Đây sửa cái này một tí thôi là được. Nhá. Đấy, sửa chỗ này này. Thì chỗ này là không phải như thế này. Đó, chỗ này là không phải như thế này nhé. Mà nó phải như thế này. Chúng ta phải so sánh kiểm tra nhé. Chỗ này này. Không phải là cái này nhé. Mà phải thay thế. Bây giờ muốn so sánh cái này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái thủ tục là so sánh. Đó, so sánh. Ta đưa vào đây này. Được. Ta đưa cái này, so sánh cái phần tử K và phần tử
suy. Đây, so sánh. Nha. Cái này đưa vào đây. Đấy. Đây này, lặp đây. So sánh K với G. Nha. Nếu lớn hơn, bỏ cái này ra. Nếu mà lớn hơn, cái này lớn hơn cái này thì ta đổi chỗ. Lớn hơn là cái gì? Lớn hơn là gì? Ta nhớ lại là cái lỗi ta lớn hơn. Tức là cái KQVN. Đâu rồi? Nếu mà cái KQVN mà là bằng bằng 1 đấy, đúng không? Thì tôi thầy phải sửa lại chỗ này là không phải toán tử mà toán tử bằng. Đây. Nếu mà KQVN bằng 1 lớn hơn đấy. Thì nhớ lại bằng 0 thì là bằng nhau, bằng trừ 1 thì nhỏ hơn, bằng 1 thì lớn hơn. Ta thay cái này ra, ta đưa cái này vào. Đấy. Nếu KQ mà bằng 1 tức là cái phần tử này lớn hơn phần tử này thì ta đổi chỗ. Mình sửa chỗ này thôi là xong nhé. Như vậy là kiểm tra là nếu mà cái ai tầm K, cái phần tử thứ K, cái người thứ K trong sách học sinh tem mà lớn hơn người thứ G trong sách học sinh, tức là khi KQ bằng 1 thì thầy ta đổi chỗ, còn không ta không đổi chỗ. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại đúng đúng không nhé, kiểm tra lại cái bài này nhé. Mình dạy xong rồi đấy, bây giờ thầy kiểm tra lại này. Mà hôm nay một bài đã chạy hết cả một ngày luôn. Nào, thầy kiểm tra ở đây nhé. Chạy này. Đấy, Lê Hải Anh này. Lê Tư Đại này, Bùi Việt Hà này. Các bạn thấy không nào? Thầy nhìn này hơi khó nhìn. Thầy nhìn vào đây cho nó dễ nhìn hơn nhé. Thầy nhìn vào đây này. Thầy nhìn cái bảng này. Cái bảng này là cái bảng học sinh đã được sắp xếp lại này. Nha. Đây này. Việt này, hai Việt đây thì là Đinh Lê Việt đứng lên trên là Lương Thiên Việt rồi, như vậy là chính xác rồi, các bạn thấy không nào? Cùng là Việt cả nhớ thì nó sánh là Việt bằng nhau, nó sánh tìm họ này là họ Đinh và lớn hơn là họ Lương. Việc thầy muốn kiểm tra thêm thì sẽ làm như sau. Việc thầy sửa cái sách này. Vì thầy thêm một người nữa ở cuối nhé. Thì muốn người này nó sẽ ở trên luôn, nó sẽ sau này sẽ xếp lên trên luôn nhé. Người này cũng tên là Anh. Cũng tên là Anh nhưng mà là Lê Hải Anh. Đấy, người này sẽ phải lý thuyết nó phải đứng lên trên cùng trên cả Nguyễn Hải Anh thì mới đúng nhé. Đấy, coi cho chú ý chuyện này nhé. Kiểm tra xem đúng chưa. Rồi ta đóng lại kiểm tra này, chạy thử nào. À các bạn Nguyễn Hải Anh đâu rồi, cũng chưa đúng à? À có một cái dấu ở đây. Nguyễn Hải Anh, xem lại nhé, thầm lại kiểm tra lại một chút. Hình như mình chưa nhập đúng không? Bùi Việt Hà nên cho Đinh Lê Việt, Lê Hải Anh, mình chưa nhập sao nhỉ? Mình chưa nhập Lê Hải Anh, chưa nhập. Lê Hải Anh chưa nhập người này. Đấy. Thì Lê Hải Anh này phải lý thuyết là phải đứng trên Nguyễn Hải Anh. Rồi, mình không được chạy lại này. Đấy, Lê Hải Anh lên trước chưa? Lê Hải Anh lên trước chưa? Đây, Lê Hải Anh lên trước nhá. Đấy, xong rồi đó mới đến Nguyễn Hải Anh. Nhưng mà hai người này cũng là Anh cả lên đầu này, nhưng mà trong cái tiếng Việt thì vần là L là đứng trên vần N. Đúng nào? Bây giờ thầy sẽ thêm người nữa ở góc ra kiểm tra cho đúng hay sai nhé. Bây giờ thêm người nữa tên là Đặng Hải Anh nhé. Thì người này là phải đứng trên cả Lê Hải Anh mới đúng. À, đây thầy kiểm tra này. Đặng Hải Anh này tiếng trong tiếng Anh nó xuống dưới, nhưng tiếng Việt nó sẽ lên trên. Đặng Hải Anh. Vậy là chúng ta là có ba người tên là Anh, được chưa? Ba người tên là Anh. Được rồi, mình kiểm tra nó chạy thử này. Đấy, Đặng Hải Anh lên trên như nào? Xong đó mới là Lê Hải Anh, xong mới Nguyễn Hải Anh. Như vậy là trong ba người là Anh thì Đặng Hải Anh lên đầu, Lê Anh đứng thứ sau và Nguyễn Anh sau nữa. Như vậy là trong cái việc là Đặng vần D đứng trên vần L, đứng trên vần N. Đó, như chúng ta đã làm xong được bài tập này. Ôi giời, bài tập này hôm nay chúng ta làm bài tập này hơi bị lâu đúng không? Hơi bị mệt mỏi đấy chứ. Các bạn về nhà các bạn xem kỹ lại bài này nhé. Và chúng ta sẽ phải làm các bạn nên làm lại bài này để ta nhớ. Hôm nay chúng ta làm cái bài này hơi bị lâu nhé. Nhưng mà nó rất là hay đấy, một cái bài rất là quan trọng.
là chúng ta đưa vào cái việc là xử lý tiếng Việt, xử lý so sánh tiếng Việt ở trong ngôn ngữ lập trình Scratch nhé. Bây giờ thầy mới lưu cái bài này thành cái bài hôm nay. Đây là bài đầu tiên của buổi hôm nay đúng không? Bài là B1. Cái bài rất quan trọng. Ôi, hồi chúng ta mất mất một tiếng đồng hồ về cái bài này rồi nhé. Hay bị mệt đúng không nào? Nghỉ giải lao một phút nhé. Các con có thấy khó hiểu không nhỉ? Có thấy khó hiểu không? Dạ không. Không à? Không có hiểu. Có hiểu không? Dạ hiểu. Ừ, có hiểu. Ừ. Có thấy khó không? Có thấy hay không? Khó không? Xử lý rất là phức tạp đúng không nào? Đây là xử lý một cái như vậy ta dùng, ta phải làm, ta các bạn thấy cùng với thầy chúng làm mà thầy cũng bị nhầm lẫn đấy, dùng cái biến nhớ mà không chuẩn xác ấy. Hai cái hàm này, hai cái thủ tục này khác nhau nhưng mà cái thủ tục này lại dùng cái biến nhớ trùng với biến nhớ của thủ tục này là chết luôn, là làm sai luôn. Ta phải rất chú ý khi mà làm cái bài tập lớn ấy, chúng ta phải chú ý như vậy. Tốt nhất là nên mỗi một thủ tục mà nó liên quan đến nhau, chúng ta dùng hệ thống các biến nhớ là khác nhau cho nó khỏi bị lẫn ở với nhau. Được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ nhàn hơn và chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập khác mà liên quan đến phần hôm trước thì nói về cái thuật toán là sắp xếp ngẫu nhiên nhá. Từ hóa bị ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta làm một vài bài tập đơn giản để đến chuẩn bị cho cái buổi sau chúng ta sẽ làm bài tập phức tạp hơn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Nhiều cái mới nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập như sau. Bây giờ các bạn sẽ làm cùng với thầy, chúng ta sẽ tạo ra quên mất. Không sao. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái nhân vật mới là tên con vật nhé. Con mèo cho đầu tiên đi. Đây, con mèo đây nhé. Bây giờ thầy xóa đi. Thầy sẽ nạp tiếp vào này. Chúng ta sẽ nhập vào được khoảng là 10 con vật đi. Để chúng ta làm cái bài tập. Con vật thứ hai là con đây là con ong nhé. Con vật thứ hai là con ong. Con vật thứ ba các bạn nhập cho thầy khoảng con cua nhé. Con vật tiếp theo là con các bạn nhập cho thầy 10 con đi nhé. Con cánh cam 4 con rồi. Con chó nhé. Con chó là 5 con. Chúng ta nhập khoảng 10 con. Sau chúng ta nhập chính xác tên con vật, con voi, và chính xác ta nhập một cái danh sách chính xác tên con vật để chúng ta dùng nó ở trong các bài tập mà dữ liệu mà của chúng ta nhé. Con voi rồi con cá nhé. Con cá. Như vậy là mấy con rồi? Như vậy là 7 rồi, 3 con nữa thôi. Tìm con vật nó khác nhau nhé. Con hươu cao cổ hơi to một tí chả sao nhé, hơi to. 8 rồi. Voi rồi đúng không nhỉ? Voi rồi. Hươu cao cổ rồi. Ngựa, vậy là ngựa. 8, 9, tìm một con nữa đi. Không thấy con vẹt đâu nhỉ. Vẹt bay trên trời. Nó là phần gì nhỉ? Cái con chuột. Dạ có thầy. Chipper đâu tiếng này? Chipper. Chipper đó, chipper. Rồi, bây giờ kiểm tra xem con nào to quá, tao cho nó bé đi một tí nhá. Này, con mèo này là vừa phải này. To quá cho bé đi một tí để cho nó khỏi lẫn vào con cá. Con này hơi to quá một tí, chúng ta hơi to quá. Con ngựa vừa rồi, con vẹt. Được chưa? Rồi chúng ta làm như sau nhá. Bây giờ như sau này, bây giờ chúng ta mà tạo ra một cái này đã đặt tên là con vật nhé.
Sao nhỉ? Không gõ được. Có bạn nào lấy của thầy à? Có bạn nào đọc vào đây không nhỉ? Hay là bị lỗi, phần bị lỗi à? Không cả, kệ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái, bây giờ chúng ta tạo ra một cái dãy, một cái danh sách, được chưa? Không cảm không tạo được các bạn ạ. Dạ thầy tắt đi, bật lại đi thầy. À, tắt đi à? Không có nhỉ? Dạ tắt cái phần mềm đó, sau đó bật lại. Thì tắt như nào? Thầy ghi lại nhá, thầy save lại thành là B2, bài số 2 của chúng ta nhá. À rồi, đặt tên là con vật nhá. Con vật nhá. Được rồi. Bây giờ như sau này, thầy sẽ thiết lập một cái bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu này gồm có là con vật là trong cái dãy, là dãy con vật và hình ảnh con vật là ở bên này rồi, đúng không? Chúng ta sẽ nhập tên con vật theo đúng cái bên ngoài, bên này là con mèo này nhé. Ở đây chúng ta sẽ ghi là con mèo. Con thứ hai là con ong. Con thứ ba là con cua. Có thể cái viết là con hoặc là có chữ cua không thôi, hoặc là con cua cũng được, con cua. Con thứ tư là con cánh cam. Viết chính xác tên con vật nhé, con cánh cam. Thứ năm là con chó. Chính xác, con chó. Thứ sáu là con gì? Đây. Thứ sáu là con voi. Thứ sáu là con voi. Thứ bảy, con cá. Thứ tám là con hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Thứ chín là con gì? Chín là con ngựa. Ngựa. Và thứ mười là con vẹt. Thì như vậy là một cái bộ dữ liệu gồm có hình ảnh nhé. Đây là ảnh nhé, đây là ảnh này. Mỗi bức ảnh nó là một cái trang phục của một nhân vật. Và đây là một dãy tên của con vật đây. Thì một cái bộ như vậy người ta gọi là một cái bộ dữ liệu đầu vào cho phần mềm của chúng ta. Và chúng ta sẽ dùng dữ liệu này để chúng ta có thể tạo ra những cái phần mềm học tập khác nhau. Ví dụ chúng ta hôm nay chúng ta làm bài tập là giáo viên sẽ, thầy giáo sẽ hỏi tên con vật và các người dùng phải trả lời tên từ con một, được chưa? Giáo viên sẽ hiện ra trên màn hình con mèo, báo là hỏi là con gì đây, chúng ta gọi là con mèo, gõ sai thì là không được, mà gõ đúng thì là được, thì là được điểm, gõ sai thì nói là sai rồi, được chưa? Đó, chỗ làm tập đó nhé. Đây là cái bài số hôm nay, đây chính là bài số 2, đúng không nào? Nhưng mà yêu cầu của giáo viên là gì? Là chúng ta phải đưa con vật ra là không phải theo tự từ đầu đến cuối mà phải theo một thứ tự ngẫu nhiên. Đó chính là bài mà chúng ta cần học ngày hôm nay. Áp dụng hôm nay là chúng ta cần đưa ra con vật là ngẫu nhiên. Bây giờ thầy thêm lên một nhân vật nữa là giáo viên nhé. Đấy, giáo viên. Đây, giáo viên ở đây nhé. Giáo viên sẽ hỏi là gì? Đây là con gì? Và chúng ta sẽ phải, đúng không? Chúng ta sẽ phải trả lời là con mèo hay là con vẹt, con gì? Sau 10 con thì giáo viên sẽ thông báo điểm. Điểm số. Như đây là một cái bài tập kiểm tra đơn giản, kiểm tra tên con vật, nhưng mà dựa vào một cái bộ dữ liệu ban đầu là có đủ tên con vật và có đủ hình ảnh con vật, được chưa? Nhưng mà với điều kiện là gì? Với điều kiện là không phải là các con vật này không phải được xếp tuần tự từ 1 đến n theo đúng ban đầu, mà phải xếp một cách là ngẫu nhiên. Đó, cái mà chúng ta yêu cầu bài tập là như vậy. Thì cho bài tập nó là đa dạng, được chưa? Rồi, thì mình chúng ta cùng nhau làm thử cái bài tập này nhé. Đây, giáo viên đây. Giáo viên bắt đầu, giáo viên sẽ thông báo trên màn hình là em chuẩn bị kiểm tra bài. Đây, em chuẩn bị kiểm tra. Em chuẩn bị bài kiểm tra. Bài kiểm tra kiến thức về các con vật. Được chưa? Nhưng mà đây là các bài kiểm tra, nhưng vừa làm một cái phần mềm nhỏ nhỏ cho học sinh.
Được chưa? Rồi. Và giáo viên sẽ hỏi từng tên từng con một nhé. Thì cho bác bây giờ cho bác bước 1 thì làm thử một phương án là giáo viên sẽ hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Thì lấy đạo giống luôn nào cả. Sau thầy sẽ tổng mình sẽ thầy sẽ mở rộng ra và sẽ làm cái bài tập là tổng quát là giáo viên sẽ đưa ra một cái thứ tự ngẫu nhiên thì nó mới hay nhé. Rồi cho làm trước mắt chúng ta làm cái bài toán đơn giản là giáo viên sẽ hỏi tuần tự từng con một. Được chưa? Rồi, làm thử nhé. Đây. Giáo viên sẽ tạo một cái biến nhớ tên là K để mà chạy thôi. K chạy từ 1 đến hết chiều dài của dãy của chúng ta. Được chưa? Nhé. Rồi. À, đơn giản giáo viên sẽ lần lượt giáo viên sẽ đặt đầu tiên là K bằng một thứ tự mà. Và sau đó là lặp theo chiều dài của dãy của chúng ta, lặp này. Lặp theo cái gì? Lặp theo cái chiều dài của dãy con vật này. Dập theo cái hàm là đây, làm sao cái là hàm len con vật đây. Lặp đây. Nhé. Và giáo viên sẽ hỏi là con gì nhé. Đây, giáo viên sẽ hỏi dùng cái lệnh hỏi đây là con gì. Trước khi mà giáo viên mà hỏi thì giáo viên sẽ phải ra một thông điệp đề nghị con vật này nó đổi cái trang phục cho đúng nhé. Giáo viên sẽ gửi thông điệp đây, giáo viên sẽ gửi một thông điệp cho cái nhân vật. Thông điệp là gì? Thông điệp là hiển thị đây. Broadcasting là broadcast là hiển thị. Thông điệp này sẽ chuyển cho nhân cho những con vật đây và nhân vật sẽ hiển thị đúng. Giáo viên sẽ hỏi đây là con gì và chúng ta sẽ phải nhập. Giáo viên sẽ hỏi đây là con gì. Bài này rất đơn giản thôi. Đây là con gì đấy. Và chúng ta sẽ trả lời là con mèo, con vật gì đó. Giáo viên sẽ kiểm tra được kiểm tra cái tên con vật này là gì. Giáo viên sẽ dùng cái kiểm tra dùng cái lệnh này kiểm tra đúng không? Nếu đúng thì báo đúng, nếu sai thì báo sai. Đây nhé, kiểm tra này. Nếu đúng này đây. Nếu mà cái câu trả lời của người sử dụng là cái answer này trùng với tên của con vật trong nhá, trùng với cái gì? Trùng với cái này này, trùng với cái đây cái item của con vật thứ K trong danh sách đây. Được. Chúng ta lấy cái phần tử thứ K của con vật của cái danh sách như này, sách này này đó. Nếu mà trùng với nó thì giáo viên nói là đúng rồi, giỏi lắm, và giáo viên sẽ thông báo nữa. Đây, giáo viên sẽ thông báo là đúng rồi. Đúng rồi. Còn nếu không thì báo là sai rồi. Nếu học sinh mình trả lời sai thì là sai rồi và chuyển sang bài tiếp theo. Sai rồi. Có thể giáo viên là cho điểm. Đây. Khi mà xong một người rồi, xong một cái con vật thì giáo viên sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Giáo viên sẽ chúng ta sẽ dùng cái lệnh là change K by 1. Đây. Chuyển sang sau lại gửi thông điệp hiển thị để sang câu hỏi thứ hai. Cứ như vậy, khi làm xong thì giáo viên thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành và có thể cho điểm, ta là ra về làm sau nhé. Giáo viên thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra. Đây. Chúc mừng em hoàn thành bài kiểm tra. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần này. Nhé, chuyển sang cái phần này. Đây, chuyển sang phần này. Thì khi mà giáo viên hỏi thì giáo viên sẽ gửi thông điệp là hiển thị và nhân vật này sẽ nhận được thông điệp hiển thị thì sẽ gì? Sẽ làm cái nhiệm vụ là chuyển trang phục. Đây. Switch custom to cái gì? Là đến cái phần tử thứ K. Đây, chuyển đến phần tử thứ K. Đấy. Thế này thôi. Rất đơn giản đúng không? Đây là cái bài đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ lưu cái bài này thành cái bài hôm nay. Bài B3, B2 nhỉ? Vẫn là bài B2 đúng nhỉ? Để thầy B3 yên tâm. B3 nhé. Chạy thử này. Bài này mức độ đơn giản mà. Đấy, đây là con gì? Mình phải gọi đúng là con mèo. Không gọi sai thì không được. Con mèo. Đúng rồi. Sang cái bài tiếp theo. Đây là con gì? Thì làm sai nhé.
con gà, bên đó là sai rồi. Và chuyển sang bài tiếp theo, ta lại viết là con cua. Con cua. Cứ như vậy thầy viết sai vài con nhé, thầy viết sai con này. Con gì? Con chó. Con chó. Được chưa? Thầy làm sai đi. Sai cho nó nhanh đi nhé. Thầy sửa một chút, để 2 giây hơi lâu quá, thông qua chỉ để 1 giây thôi, để nửa giây thôi nhé. Sai rồi, hơi bị lâu. Sai rồi. Nào, mà đây là con gì? Sai rồi. Chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra nhé. Mình thầy sửa một chút bài này. Thầy sửa chỗ này là để là 1 giây thôi, hay là để 0.5 giây cho nó nhanh. 0.5 giây nhé. Cho nó rất nhanh nhé. Rồi bây giờ các bạn về nhà, các bạn làm, các bạn làm bài tập này, các bạn mở rộng ra, các bạn về nhà là các bạn phải làm là đưa vào thêm cái thông số là gì? Thông số là điểm của học sinh. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại bài này thành cái bài nghiêm chỉnh hơn. Chúng ta sẽ save S sang cái bài là S4 của ngày hôm nay. Là chúng ta thầy muốn đưa vào là giáo viên sẽ hiển thị con vật này không phải theo thứ tự từ đầu đến cuối mà hiển thị theo một hoán vị ngẫu nhiên. Đó. Thì chúng ta phải dùng cái kết quả của bộ hôm trước. Được chưa? Làm bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, chúng ta cùng nhau làm. Thì như sau. Muốn vậy thì nhắc lại là chúng ta sẽ phải có một cái có thủ tục và có cần cho cần thêm hai cái dãy nữa, đúng không? Được chưa? Cái dãy thứ nhất đặt tên đó là dãy là gì, là hoán vị các số từ 1 đến n sinh ra cái hoán vị nhé. Và cái dãy thứ hai là cái dãy tem dùng để sinh ra cái hoán vị đó. Ta nhớ lại ta dùng hoán thứ hai là dùng hai dãy. Được chưa? Chúng ta dùng hai dãy để ta làm. Được rồi, thì bây giờ chúng ta làm nhá. Giáo viên này. Giáo viên không làm cái này ngay, giáo viên sẽ làm như sau. Bây giờ giáo viên như sau, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái chung gọi là sinh hoán vị. Bao chữ làm rồi đấy, sinh hoán vị nhá. Giáo viên sẽ là người mà sinh hoán vị trước. Đây này. Giáo viên trước khi làm, giáo viên sẽ sinh hoán vị. Sau đó mới đầu làm phần sau này thì thầy sẽ sửa sau nhé. Còn đây chính là đoạn chương trình để sinh hoán vị như sau. Thầy nhắc lại cái bộ hôm trước. Thì là bước 1 chúng ta sẽ phải xóa sạch hai cái hoán vị là 1 và cái tem là 2. Hai cái là cái bảng tem là 2. Sau đó chúng ta sẽ là bước 1 chúng ta copy. Tạo ra cái dãy từ 1 đến n đưa vào hoán vị, đưa vào cái tem, sau từ tem chúng ta lấy ra ngẫu nhiên ta đưa vào hoán vị nhá. Làm như sau này. Chúng ta dùng cái biến k, cái đấy có dùng lại biến k được không sao. Chúng ta sẽ dùng set k bằng 1 nhá. Và bước 1 chúng ta sẽ lập ở bước 1 chúng ta sẽ lập theo độ dài của các con vật. Đây, dùng cái này nhỉ. Length độ dài của con vật để lên đây nhé. Chúng ta mà đưa vào cái dãy tem các số từ 1 đến len của con vật thì ta dùng lại gì? Chúng ta dùng lại là s vào tem nhé. Vào tem s cái gì? S cái k chạy từ 1 đến đây mà, k chạy từ 1 đến độ dài của len này mà, trên k. Đây đoạn chương trình là chúng ta sẽ copy vào cái tem này các số từ 1, 2, 3, 4 cho đến n. N là số lượng con vật. Cụ thể đây là 10. Nhé. Bước 1 đây. Đây là bước 1 đây. Hôm trước học rồi. Bước 2 là cái này. Bước thứ 3 là chúng ta lấy ngẫu nhiên n con vật, độ dài của n con vật từ tem đưa sang hoán vị. Nhé. Rồi. Chúng ta làm tiếp theo. Bước tiếp theo chúng ta làm như sau. Nhớ lại bài hôm trước. Là chúng ta dùng lệnh là repeat vẫn độ dài là con vật đây. Rồi chúng ta làm như sau, chúng ta lấy cái phần tử ngẫu nhiên, ta chọn k là phần tử ngẫu nhiên, set k là một phần tử, một cái chỉ số ngẫu nhiên nhá, ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem. Đây này, đến độ dài của tem, cái này là hôm trước ta học rồi, độ dài của tem nhá. Độ dài của tem. Đây. Đấy. Này, độ dài của tem nhé.
Sau đó chúng ta lấy ra cái phần tử thức ca này của tem và đưa nó vào gì, đưa nó vào cái bảng, đưa vào cái dãy hoan vị nhé. Lấy ra phần tử thứ ca đây, lấy ra phần tử thức ca của tem. Ca đâu rồi? Ca là đây nhé. Đó, thức ca của tem. Lấy ra cả cái mà đưa nó vào hoan vị. Sau đó chúng ta xóa phần tử thức ca đi. Đây. Chúng ta xóa phần tử thức ca của tem đi. Đó. Chúng ta đưa vào này. Hoặc chúng ta xóa đi. Đây. Thì sau cái này thì cái hoán vị này là chứa là một hoán vị từ 1 đến n luôn. Đấy. Nhắn lại ta làm 3 bước nhé. Bước 1 là xóa hai cái dãy hoán vị và tem. Bước thứ 2 là bổ sung các phần tử từ 1 đến n vào n là độ dài của con vật vào tem. Bước thứ 3 là ta lấy ra lần lượt n phần tử phức nhiên của tem đưa vào hoán vị. Lấy ra đến đâu ta xóa tới đó. Thì nó được một cái hoán vị ngẫu nhiên luôn. Rồi, bây giờ quay ở đây này. Đây này nhá. Thì ở đây là chúng ta kiểm tra chỗ này là hiển thị con gì đây? Không, đây không hiện ra phần tử tự nữa. Chỗ này này là phần ra là kiểm tra cái phần tử thuộc hoán vị của ca. Chúng ta phải dùng cái này, chúng ta phải lấy ra cái phần tử này. Item thứ ca của hoán vị. Đấy, phải lấy ra cái mẫu ngẫu nhiên mà hoán vị ta đưa lên vào đây. Đấy, đây này nhé. Còn bên này không phải là ca mà là gì, mà là không phải là ca mà là cái hoán vị của ca. Đấy, cái này mới đúng này. Đấy nhé, bên này xoay thêm tí nữa nhé. Đây là kiểm tra cái này đúng không? Vật đây là bây giờ chúng ta kiểm tra lại là đúng nhá, là kiểm tra lại này. Hãy thử nhá. Nào, kiểm tra nào. Con gì đây? Con chó nhé. Con chó. Đúng rồi. Con cua. Đúng rồi. Và theo nó đưa ra là còn là mình đưa ra các quốc vật là không phải là số tự đầu cuối của sách mà đưa ra là hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ý nghĩa của bài toán là bây giờ là bắt đầu đấy. Con vẹt này. Gõ nhiều một tí. Con hươu cao cổ, gõ chính xác mới đúng. Con mèo, đúng rồi. Con ngựa, đúng rồi. Con ong, con ong, đúng rồi. Con voi. Như vậy thứ tự con vật là hiện ra là ngẫu nhiên. Con cá, đúng rồi. Con cánh cam, đúng rồi. Chúc em đã hoàn thành nhiệm vụ đấy. Nhưng mà các bạn thấy không, nhưng mà chúng ta đã làm xong là cái bài tập mà số bên số mấy nó không nhớ, bài tập số 4 hay số 5 ấy nhỉ, là số 4 đúng không? Bài tập số 4. Ê, cho con xem lại code ạ. Việt Nam đi. Đây, code đây nhá. Code chính như này. Bên này là cái thuật toán siêu hoán vị đây rồi nhá. Còn đây là code chính đây. Để đây cho các bạn xem. Nhìn rõ chưa? Đấy. Rất đơn giản lắm, rất đơn giản luôn. Đây là phần tử thức ca thôi của con vật. Thì chúng ta lấy ra phần tử thức ca của cái hoán vị. Chúng ta đưa cái hoán vị này vào thôi là nó là hoán vị thôi. Nhé. Mama, nó kể nó quá. Còn bên này, bên con vật này là cũng thế. Không phải là phần tử thức ca. Trời. Được chưa? Thôi nhá, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhá. Hôm nay hơi bị mệt đúng không nào, hơi khó đúng không nhỉ? Về nhà các con làm lại kỹ tất cả những bài, làm trên lớp nhá, làm đi làm lại nhiều lần nhá, và thầy cho bài tập sau. Thầy xem lại nhá. Thôi chúng ta nghỉ nhé. Vâng ạ.
Mọi người dừng thôi. Con chào thầy ạ. Thầy ạ. Con chào